cái VF8 nó có một cái thảm theo xe rất là đẹp, nhưng mà anh chủ xe này anh ấy không thích, anh ấy thích cắt và anh ấy đã chọn màu và cắt thì giá nó rất là rẻ, nó cắt theo xe, cắt theo ý muốn của khách hàng, giá nó có vài trăm ngàn. Đây, cái nguyên bản của VF8 nó là lỉ thì nói chung là nó sẽ rất là bẩn và nó bám bụi cũng là một ưu điểm. Bám bụi để cho bụi nó không luẩn quẩn ở trong khoang xe, nhưng mà ngược lại thì nó lại rất là bẩn và nhìn nó bị tối mắt. Thì cái thảm này nó là cao su không mùi, không phai màu, có thể xả nước rửa hoặc là rũ rất là tiện lợi, và giá thành phải chăng. Cái này nó cũng giữ bụi không kém gì nỉ cả, bởi vì đây nó có những cái chi chít vách ngăn so le nhau, bụi nó rơi trong đây nó sẽ không bị luẩn quẩn lên phía trên không gian của khoang xe. Thời gian cắt nó chỉ tầm 15-20 phút thôi. Kéo cái bên đó, kéo lại bên đó này.